thời tiết thay đổi. Còn tôi có dấu hiệu bị bệnh, có nên cho bé dùng kháng sinh ngay? Ngày nay, các bà mẹ thường tùy tiện dùng kháng sinh, dẫn tới vi khuẩn biến đổi và trở nên nhân thuốc. Vậy sao? Trước khi dùng, phải xin tư vấn từ cán bộ y tế. Hãy phòng bệnh cho bé bằng nhiều cách như sử dụng sữa tắm, xà phòng diệt khuẩn, sữa tắm Lifebuoy, công thức ion bạc tác dụng kháng khuẩn, bảo vệ khỏi vi khuẩn tốt hơn gấp 10 lần. Hãy phòng bệnh cho bé bằng cách sử dụng sữa tắm, xà phòng Lifebuoy diệt khuẩn.